Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm. Hơn 80 trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra tại khu vực bờ biển phía đông Đài Loan, gây rung chuyển các tòa nhà ở Đài Bắc. Các trận động đất xảy ra trong đêm ngày 22 tháng 4 và rạng sáng ngày 23 tháng 4, tập trung chủ yếu ở huyện Hoa Liên, nơi động đất mạnh 7,4 độ hôm ngày 3 tháng 4, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, theo cơ quan theo dõi thời tiết của hòn đảo. Cơ quan cứu hỏa Hoa Liên sáng sớm nay cho biết, một khách sạn vốn đã bị hư hại hồi đầu tháng và không còn hoạt động hơi nghiêng về một bên. Tuy nhiên không có báo cáo về thương vong. Tôi đang rửa tay thì đột nhiên thấy chóng mặt. Olivia Bonifacio, du khách lưu trú tại quận Đại An của Đài Bắc nói. Tôi bước vào phòng và nhận thấy tòa nhà rung chuyển, nghe thấy tiếng bàn cò kẹt. Cơ quan quản lý thời tiết cho hay một trận động đất mạnh 6 độ đã xảy ra vào khoảng 2 giờ 26 phút ngày 23 tháng 4. 6 phút sau đó là trận động đất mạnh 6,3 độ hàng chục cơn chấn động nhỏ hơn đã được ghi nhận trong suốt thời gian còn lại của đêm. Sau vài phút lại có một cơn rung chuyển, tất cả đều ở khu vực Hoa Liên. Đài Loan thường xuyên xảy ra động đất do nằm ở điểm giao nhau của hai bản kiến tạo. Sau động đất hôm ngày 3 tháng 4 là hàng trăm dư chấn gây ra lỡ đá xung quanh Hoa Liên. Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Đài Loan kể từ năm 1999, khi hòn đảo hứng chịu trận động đất mạnh nhất 7,6 độ, khiến 2.400 người thiệt mạng các quy định xây dựng chặt chẽ và nhận thức sâu rộng về thảm họa của công chúng dường như cũng đã giúp ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng hơn trong trận động đất hồi đầu tháng